thường thường là khách hàng đến, khách hàng giao dịch tại quầy đến và đi được kiểm đếm trước khi rời khỏi quầy. Nhưng mà khi mà khách hàng nó được rồi đủ, mà cô nghĩ là đủ rồi khỏi cần phải đếm. Nhưng mà khi mà khách hàng về, khách hàng lại kiểm tra lại cái số tiền thì khách hàng lại thấy là bị thiếu mất một tờ 500 ngàn. Khách hàng quay lại, khách hàng nói ngốc, sao thiếu của cô đây nè, thì em phải xử lý cái tình huống nó như thế nào nhờ? Em lấy mình đền hả ta? Em nghĩ là cái gì nó cũng phải có giấy trắng mực đen hết á. Và niêm phong và giấy trắng mực đen thì khi mà rời khỏi á là cái số tiền đó mình không có chịu trách nhiệm được nữa. Hà Trinh xin chào quý vị khán giả thân yêu đang cùng đến với chương trình 1 giờ hoán đổi. Thưa quý vị, đến với chương trình 1 giờ hoán đổi, chúng ta sẽ có cơ hội đặt cảm xúc và những trải nghiệm của mình lên công việc của người khác để có thể thông cảm cho nhau hơn. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của vali, ba lô túi sách cao cấp Sacos. Hy vọng rằng thông qua mỗi số, chúng ta sẽ càng hiểu được những sự ưu điểm và đặc biệt là những khó khăn mà những ngành nghề khác phải trải qua. Bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ một nhân vật rất quen thuộc đã đưa ra thật nhiều những lời khuyên hữu ích cho chương trình, đó là tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Hà Trinh xin chào tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Xin chào Hà Trinh và xin chào tất cả quý vị khán giả quen thuộc của 1 giờ hoán đổi. Mình rất là tâm đắc với cái câu chào mà ngay từ bắt đầu chương trình Hà Trinh đã dành cho tất cả chúng ta, đó là chúng ta đặt mình vào vị trí của nhau để chúng ta có thể có những cái cảm thông, chúng ta có những cái thấu hiểu và làm cho cái việc lao động của mỗi người trở nên hạnh phúc hơn, bởi vì họ được cộng đồng đón nhận và những mặt tối, mặt sáng trong nghề sẽ được cùng nhau thấu hiểu, và từ đó thì chúng ta sẽ cùng nhau phát triển dù mỗi người ở một vị trí khác nhau và cùng nhau có những cái đón nhận, và biết đâu chừng nó cũng rất là giá trị với những cái bạn mà trẻ trẻ mà đang trong quá trình định hướng nghề nghiệp cho mình. Dạ, cảm ơn tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, không chỉ là một chuyên gia tâm lý mà còn là một người chị thân thiết. Với những câu hỏi mang đầy tính tham vấn của chị đã giúp cho chúng ta sáng rõ được nhiều vấn đề trong chương trình. Và thưa quý vị, Hà Trinh sẽ bật mí luôn, ngày hôm nay chủ đề của chương trình đó là nghề nhân viên ngân hàng. Nghề mà chúng ta nghĩ rằng luôn luôn thanh lịch, giàu có và lộ trình thăng tiến cũng thật sự nhanh chóng. Điều này có thật sự không? Xin mời quý vị sẽ cùng đến với một bạn trẻ đang có thâm niên làm việc tại ngân hàng. Đó là bạn Nguyễn Ngọc Bảo Châu. Xin chào Bảo Châu. Dạ, em xin chào chị Lưu Hà Trinh và chị Tô Nhi A. Hiện tại em là đang làm nhân viên ngân hàng với lại chức danh là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân, thì là về mảng tín dụng ạ. Dạ, hiện nay em đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh hay ở tỉnh thành khác? Dạ, em đang làm việc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ạ. Dạ, hiện nay thì mình thấy là việc quay hình online như thế này cũng giúp cho chúng ta có thể kết nối ở mọi nơi trên khắp mọi miền đất nước luôn. Cảm ơn em đã sắp xếp thời gian cùng với chương trình 1 giờ hoán đổi. Em nghĩ rằng là chúng ta sẽ có những cái hiểu lầm gì giữa nhân viên ngân hàng và các bạn không làm ở trong ngân hàng? Thường là em nghe tin đồn nào là nhiều nhất? Dạ, thường thì mọi người sẽ nghĩ là nhân viên ngân hàng là sẽ được khoác lên mình những cái bộ quần áo chỉnh chu, được ngồi trong cái môi trường làm việc văn phòng máy lạnh, và xung quanh chỉ là toàn là tiền, nói chung là rất một môi trường rất là ok, mà những nhân viên ngân hàng sẽ được lương rất là cao. Nhưng mà mọi người không có nghĩ rằng là mỗi cái công việc của nó đều có đặc thù riêng và có những cái áp lực riêng, cho nên là mọi người nhìn thôi thì cũng không thể nào đánh giá được chi tiết của công việc. Phải là nhân viên thì mới biết được rằng là mình sẽ làm những cái việc gì, chứ không thể nào nhìn thấy nhân viên bên ngoài là thấy bề ngoài thôi ạ. Dạ, yeah. Bởi vì mình chỉ rất là tâm đắc cái câu người ta hay chế lại là phải là người trong cuộc mới hiểu tâm tình người trong kẹt. Thì hôm nay mình đã có nhân viên ngân hàng ở đây, lại có tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Chị hy vọng rằng nhân vật của chúng ta đến tham gia chương trình sẽ yêu thêm hoặc là hiểu thêm về nghề ngân hàng một cách nhìn nó đúng đắn nhất. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Góc Nhìn. Nhưng trước hết hãy dành ít phút để nghỉ giải lao nhé. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình 1 giờ hoán đổi. Sau đây là chuyên mục Góc Nhìn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận với nghề nhân viên ngân hàng. Bảo Châu thân mến, không biết là với công việc là một nhân viên ngân hàng thì bạn có phải đếm tiền hay là phải gặp khách hàng, những người vô cùng giàu có và được hứa hẹn một cái lộ trình thăng tiến trong vòng trên dưới 10 đến 15 năm sẽ trở thành giám đốc khu vực hay là phó giám đốc của cả một cái bộ phận hay không? Với em á, thì bộ phận của em á, về cái mảng tín dụng chi tiết á, thì là cho khách hàng được vay vốn. Thì đầu tiên là mình sẽ phải thẩm định tài sản của khách hàng. Sau đó
thì mình mới làm hồ sơ cho khách hàng vay. Thì dựa trên cái khoản quản lý dư nợ của mình, từng cái cấp bậc mình sẽ đạt được dư nợ bao nhiêu, quản lý dư nợ bao nhiêu, thì mình sẽ lên từng cấp bậc theo từng năm chị ạ. Dạ, có nghĩa là mình cho vay hả em? Dạ đúng rồi, cho vay. Gọi là vòng cấp 4 á chị. Dạ, vòng cấp 4. Những con số đó có làm cho em cảm thấy bối rối hay không? Với hồi xưa khi mà chưa đi làm, vẫn còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường á, thì em nghĩ rằng nghe tới con số tiền tỷ á là em đã thấy nó lớn rồi. Nhưng mà khi mà mình đã đi làm á, thì những con số đó mình nghe hàng ngày thì mình cảm thấy nó cũng bình thường thôi chị. Nó ít chưa, nhân viên ngân hàng nói chuyện nghìn tỷ thấy dạ cũng bình thường thôi. Thật ra tụi em đếm chứ tụi em không có xài, nên em dạ thấy con số nào cũng như nhau. Dạ, mà chị hỏi thiệt cái này vui vui chứ bao giờ mình nhập liệu mà sai số liệu không? Tại vì chị thấy là thí dụ 1.000 USD nó khác với 1.000 đồng Việt Nam nha. Dạ có, đơn giản ví dụ như khách hàng vay 100 triệu mà mình nhập thêm số 0 1 tỷ là thấy mình sai rồi. Rồi mình rút lại làm sao? Nhưng mà đó là lúc mà mình làm cái tờ trình, cái hồ sơ thôi chị. Tại vì khi mà một cái giai đoạn nó rất là nhiều, bản thân mình đưa làm cái hồ sơ con số thì phải có từ phó phòng, trưởng phòng, rồi từ cấp kiểm soát rất là nhiều thì mới ra được con số, chứ không phải là mình tự ra được con số. Nó đòi hỏi cái sự cẩn thận và chi tiết ạ. Dạ, chị Tô Nhi ơi, vậy là may là mình cũng có nhiều cái khâu khác nhau, cái khu vực khác nhau để mình kiểm định lẫn nhau thì mình cũng đỡ thiệt hại cho mấy cái sai sót của mình, đúng không chị? Chứ nhiều con số, nhiều kem cũng loạn luôn à. Thật sự thì mọi người nghĩ nó rất là đơn giản, nhưng mà chị nghĩ nha, một trong những cái tố chất, nếu như chị là người tuyển dụng á, chị sẽ rất là quan tâm đến cái tố chất này của một cái nhân viên ngân hàng ở nhiều cái bộ phận khác nhau. Nhưng mà tố chất chung chị nghĩ đó là cái sự chi tiết á. Chị tự lý giải, chị không biết là cái sự lý giải này của chị nó đúng hay không, nhưng mà chị vẫn hay chia sẻ với sinh viên của mình, chắc là hôm nay nhờ Châu thẩm định lại luôn ha. Đó là chị nói rằng là một trong những cái thông tin để người ta biết về cái sự chi li tỉ mỉ của các bạn á, không phải tự dưng mà dân ngân hàng sẽ bị mặc định bằng một cái hình ảnh là vẻ ngoài phải rất là chỉnh chu, hết sức là nghiêm túc, và đặc biệt một điều là một cái chi tiết rất nhỏ trong trang phục của các bạn cũng phải để ý. Ví dụ với một vài những ngân hàng mà đồng phục là thắt nơ hoặc là cổ tay áo có cài nút hay không vân vân, nó phải trở thành những cái chi tiết mà các bạn phải rất là để ý, bởi vì nó phản ánh một cái điều khác mà người ta rất là cần trong thao tác nghề nghiệp của các bạn, đó là cái sự chi li tỉ mỉ và phải để ý đến những cái chi tiết nhỏ. Thì chị không biết là mình có đang tạo ra một dư luận để hù dọa sinh viên hay không. Thì với Châu, trong cái trải nghiệm làm việc của em, và khi em gặp sếp mình hoặc là em gặp những cái tình huống trong công việc, thì nó có thực sự gọi là một cái dữ liệu đúng như vậy không Châu? Dạ thực sự chia sẻ ở đây là nó rất là đúng luôn ạ. Tại vì cái tác phong của mình á, nó rất là quan trọng. Với việc đầu tiên mà khi mình bước vào cơ quan buổi sáng mà gặp sếp mình trước, em bản thân em là hay ngồi vào cái phòng mà người ta đi ra đi vào nhiều nhất, là trước phòng sếp luôn. Thì cái ngày hôm nay sếp á, cái màu son này không được nha, tóc cột lại nha. Dạ thì đương nhiên rồi, khi mà một cái phong thái mình, trước khi mà mình đi gặp khách hàng, mình gặp sếp mình, gặp các anh chị đồng nghiệp trong cơ quan, thì tóc tai, quần áo, trang điểm, make up nó phải rất là chỉnh chu, tại vì nó thể hiện cho mình cách làm việc cẩn thận. Khi mình gặp khách hàng nhìn mình, đánh giá mình là một con người chi tiết cẩn thận, chỉ nhìn phong thái thì mới thích làm việc với mình rồi. Còn nếu mà cái ánh nhìn đầu tiên mình hơi xòe xòa, mình không có được điểm trong mắt khách hàng, thì người ta nghĩ rằng tôi muốn vay vốn làm kinh doanh, tôi muốn hợp tác với các bạn chuyên viên này, nhưng mà tác phong của bạn làm tôi không tin tưởng rằng để tôi hợp tác với bạn. Đó là một cái điểm mà đánh giá rất là quan trọng ạ. Thú vị quá. Vậy là không những là tác phong phải tỉ mỉ, tinh tế, vừa mắt để thể hiện cái quy trình làm việc chuyên môn của một cá nhân trong ngân hàng, mà chúng ta lại còn tí tỉ thứ khác để mà có thể xét đến. Thế thì không biết hôm nay khi mà nghe được những thông tin này, người bạn muốn tham gia trong chương trình Một Giờ Hoán Đổi có thay đổi ý định của mình không khi mơ ước trở thành một nhân viên ngân hàng? Bạn ấy tên là Minh Ngọc. Xin mời chương trình kết nối với Minh Ngọc. Dạ, em xin chào các chị, em xin chào chị Tô Nhi A, chào chị Lưu Hà Trinh và chào chị Bảo Châu. Hôm nay em rất vui khi được tham gia chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Võ Minh Ngọc, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, Minh Ngọc ơi, em thích làm nhân viên ngân hàng vì điều gì? Dạ, theo riêng bản thân em thích làm nhân viên ngân hàng vì em được đếm nhiều tiền đó chị. Em mê đếm tiền lắm. Dạ, được đếm nhiều tiền. Nào, thứ hai nữa là được ăn mặc chỉnh chu, lúc nào đi ra đường cũng đẹp đẽ hết, cho nên là em nhìn em rất là thích ạ.
không ấy chị hỏi khó một tí, ví dụ mình ăn mặc chỉnh chu á thì dạ. mình có thể làm tiếp viên hàng không cũng được nè, mà mình muốn đếm nhiều tiền á thì mình đi ra tiệm vàng mình làm cũng được, cũng đếm được nhiều tiền, có đếm vàng với kim cương nữa, mà tại sao nhất quyết phải trở thành nhân viên ngân hàng ta? Dạ tại vì nếu mà làm tiếp viên hàng không á thì chỉ được ăn mặc đẹp thôi, còn mình làm tiệm vàng á thì chỉ mình được đếm tiền thôi, nhưng mà em muốn cả hai luôn á chị. Phải vừa đẹp vừa đếm tiền. Dạ đúng rồi. Dễ thương quá. Dạ Bảo Châu ơi, bạn thấy cái hình ảnh này đúng không? Vừa ngồi đếm tiền, sang chảnh, vừa chỉnh chu, nghe hấp dẫn nghe. Dạ, phải vào làm việc rồi mới biết hấp dẫn hay không ạ. Vậy thì cái mặt trái của nghề là gì em ạ? Phải là người trong cuộc thì mới hiểu được những điều sau là điều gì? Dạ, thì như công việc đã chia sẻ là mình khi mà làm công việc nào cũng cần sự cẩn thận và tỉ mỉ á chị. Cho nên là khi mà mình làm việc á thì mình phải rất là chú tâm vào công việc của mình, chứ không là nó cũng sẽ có sai sót á. Minh Ngọc ơi, em nghe đến sai sót em sợ không? Tại vì chỉ cần lệch một con số là mình đền luôn á nha, mình đền có khi đền cả căn nhà đó em à. Dạ, thì em cũng hồi hộp, mặc dù em rất là thích đếm tiền nhưng mà em không thích đền tiền. Nhưng mà em nghĩ là sau khi mà mình giao tiền đến nơi hoặc là mình gửi văn bản lên trên đó chị, thì nó qua nhiều công đoạn lắm, cho nên em nghĩ cũng rất là khó để xảy ra cái trường hợp mà mình phải đền đó chị. Dạ, ông bà cái chuyện này có thật không Bảo Châu ơi? Tức là rất khó có thể xảy ra rủi ro, nhưng mà đã bao giờ ở trong ngành á, em thấy bạn bè mình á có rủi ro xảy ra và bạn ấy phải gặp những rắc rối hay không? Dạ có chứ chị, đi làm thì lúc nào mình cũng sẽ phải gặp sai sót đó chị. Mạng của em là mạng tín dụng thì thường á, nó không khó bằng các bạn dịch vụ khách hàng. Các bạn dịch vụ khách hàng sẽ phải là người trực tiếp giao dịch với khách hàng mỗi ngày, và cái điều mà cuối giờ của các bạn á là các bạn lúc nào cũng sẽ phải kiểm quỹ cho nó khớp. Còn nếu không mà lệch thì các bạn cũng sẽ phải bỏ tiền túi lên. Dạ. Chị Tô Nha ơi, chị có nhớ cái hình ảnh quen thuộc mỗi lần chị đến chi nhánh của các ngân hàng á, để mà hoặc là rút tiền, hoặc là chuyển tiền, hoặc là đổi tiền á, hoặc là mình sao kê đi, thì là mình sẽ có được những cái quan sát gì về cái sự tất bật của nhân viên ở đây ạ? Chị cảm thấy nha, thứ nhất người ta hay nói đã nói đến tiền á thì không có tình người. Nhưng khi mà Hà Trinh hỏi chị câu này thì chị có một cái cảm nhận nó ngược lại hoàn toàn khi mà chúng ta nói về cái không khí lao động của một ngân hàng. Đó là nó phải rất là tràn đầy tình người. Cái tình người đầu tiên đó là phối hợp nhóm của các bạn phải rất tốt. Những cái lần mà chị đến ngân hàng cho đến thời điểm này, dù là với mục đích công việc gì đi chăng nữa, thì chị phát hiện là thứ nhất, bạn làm trong ngân hàng thì bạn là một mắt xích trong một cái chuỗi công việc, cho nên bạn không thể làm việc một mình được. Đó là điều đầu tiên. Cái thứ hai đó là cái sự nhịp nhàng của các bạn nó sẽ quyết định rất là nhiều đến cái tốc độ xử lý hồ sơ. Như vậy thì công việc của chúng ta là tiền, là những con số rất là khô cứng, là một cái sự mà người ta nói lượt vượt lên trên cả tình cảm, đó là những cái vật chất. Nhưng chị nghĩ rằng là cái yếu tố kết nối con người nó mới là cái điều quan trọng nhất trong công việc của một nhân viên ngân hàng. Bởi vì bạn không có làm việc một mình, cho nên tất cả mọi cái nó liên quan rất nhiều đến cái việc giao tiếp giữa các bạn với nhau. Và chị nghĩ là đối với chị thì cái ấn tượng rất nhiều về nhân viên ngân hàng nó thuộc về cái tác phong kết hợp trong cái việc mà các bạn cùng nhau làm việc. Nó nhiều hơn là việc các bạn đếm tiền nhanh hay chậm, tại vì cái đó máy nó tính rồi các bạn. Chị phát hiện là ngân hàng nào cũng có máy đếm tiền hết á. Chính xác ạ. Phải nhờ đến tiến sĩ tâm lý Tô Nha mới thấy được là sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các nhân viên trong ngân hàng, và đặc biệt là các mắt xích này, phải vô cùng là phù hợp với nhau. Đôi khi Trinh thấy là bạn ấy vừa mới ngồi tiếp mình một thái độ hòa nhã xong, lập tức một giây sau bạn ấy đã ở ngay cái chỗ máy photocopy, rồi bạn ấy để quay trở lại với những cái phần hồ sơ giải quyết cho mình, mà cái tay bên kia vẫn còn đang phải nhận hồ sơ của những người khác. Và mình thấy rằng là ồ, các bạn ấy có phải ba đầu sáu tay không? Mà vừa đối diện với những con số vừa nhập liệu mà vừa phải bắn ra được câu trả lời cho một cái vấn đề hoàn toàn khác nhau của hai người này như thế này, thì thật sự là quá khó đối với khả năng của mình. Còn riêng với Minh Ngọc đi, bạn có nhận thấy rằng nếu đặt mình vào một cái vị trí đơn giản thôi, là một vị trí dịch vụ đến hỗ trợ tư vấn cho một người nào đó về tín dụng, thì bạn nghĩ rằng nó có phù hợp với khả năng của mình không? Chứ Trinh thì thấy không có phù hợp với Trinh rồi. Dạ em nghĩ là nếu như mà mình đã được đào tạo bài bản và mình có cái niềm đam mê nhiệt huyết với cái công việc đó, thì mình chắc chắn sẽ thuyết phục được khách hàng để mình có thể hỗ trợ cho người khách hàng vay vốn. Dạ cảm ơn em, vậy là em đã có sự tự tin nhất định để bước vào trong thử thách này, và hầu hết các khách mời đều rất tự tin khi bước vào thử thách. Nhưng mà khi bước ra thì bắt đầu hơi lung lay một tí. Còn thật hư thế nào á thì xin mời Minh Ngọc nè, xin mời Bảo Châu và cả chị Tô Nha. Chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình rất là thú vị, được mang tên 1 giờ hoán đổi. Và thử thách này như thế nào? Xin mời quý vị sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút nha.
Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Một giờ hoán đổi. Và đây là thử thách Một giờ hoán đổi, khoảnh khắc mà Trinh thích nhất, khi mà chuyên viên của chúng ta sẽ cùng chia sẻ những tình huống để cho bạn khách mời có thể cùng nhập vai và thử xử lý tất cả những tình huống này sẽ như thế nào. Không biết là Minh Ngọc đã sẵn sàng chưa? Dạ, hiện tại thì em đang rất là hồi hộp nhưng em cũng rất là nôn nóng để nhận thử thách à. Thật ra chị thấy là Minh Ngọc là một người rất là hoạt bát nè, và lại có tư duy nhanh nhạy. Nếu như mà bây giờ đây là một cái sân khấu lớn, có những cái bối cảnh, có ngân hàng thật sự, có khách hàng xếp hàng và những cái sự rối trí xảy ra, chị nghĩ em sẽ là người rất hài hước và thông minh giải quyết được tốt những tình huống này. Qua màn hình chỉ cần mình tưởng tượng thôi, mình đỡ bị phân tâm bởi diễn viên. Dạ rồi là thoải mái hơn rồi ha, coi như mình may mắn là không có bị phân tâm nhiều. Bây giờ thì xin mời phần đặt câu hỏi của nhân viên ngân hàng thực thụ, chứ chị không có biết gì về ngân hàng để mà hỏi hết. Xin mời Bảo Châu ạ. Ngọc ơi, em đã sẵn sàng đặt mình vào vị trí là nhân viên ngân hàng chưa? Dạ, em đang sẵn sàng đặt mình vào vị trí là nhân viên ngân hàng, và em cũng mong là sau khi mình trải qua một giờ làm nhân viên thì mình sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn đối với cái nghề mà mình chuẩn bị bước vào. Bây giờ chị có một số câu hỏi, thì nói chung là đó là câu hỏi mà kinh nghiệm thì mình đi làm mình tích lũy lại. Thì chị có câu hỏi dành cho em như thế này nè. Ví dụ như theo em nghĩ là nhân viên ngân hàng là người như thế nào, và cái tần suất làm việc á thì có nhiều hay không? Dạ, thưa chị, theo em nghĩ là nhân viên ngân hàng là một người phải nhanh nhẹn nè, hoạt bát nè, và phải xinh đẹp nữa. Và nhưng mà cái tần suất làm việc á, thì em nghĩ cái công việc nào á, cũng có cái dễ và cũng có cái khó riêng của nó. Mình nghĩ nó hào nhoáng vậy thôi, nhưng mà em nghĩ là đối với các anh chị ngân hàng á, là mình phải làm việc rất là cực lực à. Phải bỏ ra thời gian rất là nhiều mới có thể mà đạt được cái hiệu quả cao trong công việc. Đúng rồi em, ngoài ra thì nhân viên ngân hàng á, người ta thường hay nói rằng là cứ đúng 8 giờ làm việc, 4 đến 5 giờ đóng cửa là sẽ được hết việc. Nhưng mà nếu như mà một người mà chủ động trong công việc của mình á, thì giờ làm việc hay là giờ hết việc là do bản thân mình quyết định. Ví dụ như ngày hôm đó hồ sơ nhiều quá, thì khi mà đã tới giờ tan tầm rồi thì nhân viên cũng phải sẽ ngồi làm cho nó xong hồ sơ. Còn ngày hôm nào mà mình giải quyết hồ sơ sớm á, thì mình được đi về sớm hoặc đúng giờ. Nó sẽ do mình chủ động trong công việc của mình. Chị có thêm một câu hỏi nữa. Ví dụ như mà em gặp một khách hàng VIP đi, khách hàng mà có gửi tiết kiệm nhiều nè, khách hàng giao dịch nhiều với lại ngân hàng, hoặc đơn giản là người thân em, cô hàng xóm, bạn bè hay là giáo viên chủ nhiệm cũ của em đi vô gặp. Ngọc ơi, giờ cô muốn giao dịch sớm, nhà cô có việc, con giúp cô được vô quầy ngồi để giao dịch sớm. Nhưng mà trong khi trước đó phải lấy số và có rất nhiều khách người ta đã tới, thì em phải xử lý cái trường hợp này như thế nào? Dạ, nếu như là một khách hàng VIP thì em nghĩ là sẽ có lối đi riêng cho khách hàng VIP à, bởi vì đó là cái việc xứng đáng để cho cái khách hàng VIP đó bước vô thẳng luôn, là cái thứ nhất. Còn nếu như mà phải xếp hàng thì mình sẽ làm theo quy định thôi chị, tại vì trong đó có quy định và có nhiều người, bởi vì em nghĩ là cũng sẽ có rất là nhiều người, người ta đã chờ đợi từ trước đó, vậy thì mình phải làm theo nguyên tắc. Còn nếu như may mắn là người nhà của em hoặc là cửa hàng xóm của em được nhường thì cái đó là quá hên rồi. Còn nếu không thì mình sẽ làm theo thứ tự và mình hỏi người ta là cô quầy số mấy, rồi cô xứ thứ tự số mấy, thì em sẽ nói là cô ngồi chờ chút nha, sắp tới rồi, ví dụ chẳng hạn vậy, chứ không thể nào ưu tiên quá mức được. Rồi, hay quá. Một cái xử lý rất là hợp tình, hợp lý và khôn khéo của Ngọc luôn á. Tại vì mình không thể nào mà ưu tiên cho ai trước được hết á. Tại vì ở ngân hàng là sẽ có một cái quầy để là khách VIP, thì sẽ có một mà nhân viên chăm sóc và tư vấn sẽ làm cái việc đó. Và còn ngoài ra thì cứ đến và lấy số theo quy định thì sẽ giải quyết. Còn nếu mà quầy ít khách thì các chị vẫn linh động giải quyết cho khách hàng. Đó là như vậy. Nửa đi Bảo Châu ơi, em cho câu hỏi nào thử nâng cấp lên đi, nâng cấp lên khó hơn thử xem. Bây giờ khách hàng đến giao dịch tại quầy á Ngọc ơi. Dạ. Thường thường á là khách hàng giao dịch tại quầy đến và đi và phải kiểm đếm trước khi rời khỏi quầy. Nhưng mà khi mà khách hàng nói được rồi đủ mà, cô nghĩ là đủ rồi khỏi cần phải đếm, nhưng mà khi mà khách hàng về, khách hàng lại kiểm tra lại cái số tiền thì khách hàng lại thấy là bị thiếu mất một tờ 500.000. Khách hàng quay lại, khách hàng nói Ngọc sao thiếu của cô này nè,
thì em phải xử lý cái tình huống nó như thế nào nhờ? Không lẽ mình đền hả ta? Tình huống này căng quá chị. Nhưng mà nhiều khi á chị, mình đền á là thể hiện cái sai của mình nữa chị. Nhưng mà không biết chắc cái đó là phải cái sai của mình hay không. Dạ theo em á thì đầu tiên là mình sẽ trấn an cái vị khách đó trước cái đã. Từ từ có gì thì con sẽ giải quyết cho cô, cho anh hay cho chị gì đó. Rồi mình có thể chia sẻ với cô là trước khi mà rời quầy á là sẽ được đếm kỹ càng. Em nghĩ là không phải một mình em đếm đâu chị, mà nó phải thông qua từ 2 tới 4 người đếm. Em thấy tiền trong ngân hàng á sắp sắp vậy nè, nhìn mê lắm. Vô cọc cọc sẵn hết rồi. Nó chỉ có thể là dư cọc hoặc là thiếu cọc thôi, chứ còn em nghĩ cái chuyện mà lộn đó rất là khó. Nhưng mà nếu mà cô vẫn nhất quyết là mình đã đếm sai á thì ở đó có camera. Mình xin mời mình xin mời cái vị khách đó lên phòng máy để kiểm tra với mình là trước đó tiền như thế nào. Tại vì em nghĩ là cái gì nó cũng phải có giấy trắng mực đen hết á. Và niêm phong và giấy trắng mực đen thì khi mà rời khỏi á là cái số tiền đó mình không có chịu trách nhiệm được nữa. Mình không phải nói khách hàng gì hết, nhưng mà nhiều khi nhầm lẫn. Cho nên là mình sẽ giải quyết là mời cô đó lên phòng máy để kiểm tra lại. Và sau khi mà kiểm tra là thấy là không phải lỗi của mình rồi thì mình vẫn xin lỗi để vẫn giữ mối quan hệ với khách hàng. Còn nếu như mà cô đó hay là vị khách đó nhất định là mình là cái người sai nữa thì mình mời công an ở phía trước đó. Em thấy trước ngân hàng có mấy anh công an vô giải quyết theo pháp luật thôi. Bảo vệ phải không? Chứ đâu phải công an. Em thấy mấy anh mặc đồ công an luôn á chị. Sao chị nghi quá Ngọc ơi, chị nghi là cái trường hợp này nha, là Bảo Châu á đã trải qua rồi, mà không những là một lần mà chắc nhiều lần lắm rồi thì mới có thể hỏi mà bắn ngay một cái tình huống như vậy được, phải không? Phải không Châu? Không, em chia sẻ là chưa bao giờ em bị chị ơi. Không vậy hả? Tại vì là chia sẻ này bên là thôi, tại vì mình suy nghĩ là một ngày mình đi làm được bao nhiêu tiền thì mình phải cẩn thận một tí xíu, chứ không là mất một ngày công của mình thì cũng rất là đáng tiếc. Ủa khoan xí, mà cái hôm đó đó là đồng nghiệp em giải quyết như thế nào? Chị tò mò lắm á. Dạ thật ra thì đồng nghiệp sẽ giải quyết là giống như Ngọc cũng chia sẻ một chút đúng rồi đó chị, là khi mà rời quầy, nhưng mà khi mà khách hàng là nghĩ là cái tiền nó bị thiếu thì bắt buộc là nhân viên sẽ phải kiểm tra lại và xử lý bằng cách check cam á chị. Tại vì khi mà rời khỏi quầy là mình đã đủ số tiền và mình ký rồi. Lúc đó khách có giận không? Không giận chị, nếu mà mình trong cái trường hợp đó mình xử lý nó hợp tình hợp lý thì khách hàng họ cũng sẽ hiểu thôi chị ạ. Wow, đúng là không dễ dàng ha, có phải lúc nào cũng đi làm là suôn sẻ trơn tru rồi đi về đâu. Dễ. Cũng có chuyện này chuyện kia khó lắm chị Tô Nha nhỉ. Dễ. Mọi người thân mến, chúng ta vừa mới trải qua một đoạn đối thoại khá là thú vị với những cái tình huống mà Bảo Châu dành cho Minh Ngọc, nhưng mà nó cũng đồng thời cho chúng ta thấy là tại sao một giờ hoán đổi nó luôn có lý do để tồn tại với mọi người vào mỗi đêm tối thứ sáu vậy. Bởi vì đúng cái điều này, Minh Ngọc xử lý cẩn thận, có nghĩa là nếu như mà nói về tố chất á, là nếu chị mà là nhà tuyển dụng thì chị nghĩ là em đã phù hợp với nghề ngân hàng rồi đó. Em rất là cẩn thận, em rất là bình tĩnh, em cũng dựa trên cái việc đó là ổn định tâm lý khách hàng rồi mình mới bắt đầu đi xử lý khủng hoảng vân vân, nó rất là ổn. Nhưng có một cái mà nó luôn tạo ra cái giá trị của cái người đã đi lao động và cái người chưa đi, nó nằm ở đây nè. Đó là đối với Châu á, khi Châu nói không nha, Châu chưa bao giờ gặp cái trường hợp này nha. Và đồng nghiệp của Châu có bị thì cũng đã xử lý, nghe thì có vẻ êm thấm. Thì vì sao? Bởi vì đơn giản thôi các bạn, khi các bạn đi làm các bạn sẽ hiểu rằng nó có bộ quy trình. Trong mỗi ngân hàng người ta đều có bộ quy trình, người ta có những cái văn bản giám sát cho một cái quy trình xử lý công việc. Và hồi nãy Ngọc nói là giấy trắng mực đen, nhưng mà đó, cái gọi là cái hiểu của chúng ta khi chưa vào nghề thì chúng ta chỉ hiểu khái quát như vậy thôi. Nhưng mà giấy trắng mực đen trong câu chuyện đó là gì? Đó là những cái văn bản kiểm đếm, đúng không ạ? Còn nếu như khách hàng đã ký rồi mà khách hàng mang về và ra khỏi cửa của ngân hàng thì thực sự cũng không thể nào mà có thể bắt ngân hàng chịu trách nhiệm được. Tức là về mặt lý chúng ta phải đúng trước. Thì chị nghĩ là cái điều này xét ở góc độ nào đó thì một vài nhân viên ngân hàng không thích đâu. Khi mà trong thực tế nghề nghiệp chị gặp thì có một số bạn nhân viên ở một vài vị trí thì mọi người cảm thấy là nhờ quy trình chúng ta sẽ được bảo vệ trước những cái tình huống khó khi mà chúng ta lao động ở những cái nhóm ngành nó khá là nhạy cảm như thế này, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi và kinh tế. Dạ, cảm ơn chị Tô Nha. Thế thì bây giờ Bảo Châu còn có tình huống nào khá là đặc biệt dành riêng cho Minh Ngọc nữa không? Bây giờ cái vấn đề chị suy nghĩ đặt ra cho em là ví dụ như khách hàng đến làm thủ tục
đăng ký vay hoặc là làm thẻ tín dụng nhưng mà khách hàng lại bị thiếu hồ sơ thì em sẽ xử lý như thế nào? Dạ thì theo em á thì nếu như mà thiếu giấy tờ thì cách đơn giản nhất là mình quay về mình lấy hả chị? mình phải bổ sung đầy đủ giấy tờ chứ. Nhưng mà Ngọc ơi, chị đi từ Bình Dương lên lận, chị đâu có ở thành phố đâu em. Dạ vậy hả chị? Bây giờ vậy thì em có một cái cách giải quyết này nữa nè. Bình thường á thì hay có chụp hình á, xong rồi cái mình scan ra mấy photo á. Em thấy giấy chứng minh thì hay làm vậy, nhưng mà còn hộ khẩu thì nó nhiều trang quá, em không biết có làm vậy được không. Chắc câu này em phải hỏi ngược lại chị quá, chị chia sẻ cho em coi. Bây giờ mình phải làm sao trong cái trường hợp nếu như mà không có hình chụp luôn á, mà nhà sai giống như chị Trinh nói á, thì bây giờ mình phải làm sao hả chị? Trong cái trường hợp này á, thì khi mà khách hàng đã lên tới nơi rồi, khách hàng mới sực nhớ rằng là mình thiếu một trong những cái giấy tờ cần thiết để mà bổ sung hồ sơ. Thì vấn đề ở đây là bây giờ mình cứ cho khách hàng làm hồ sơ những cái gì cần thiết nhất, và sau đó khi khách hàng trở về nhà, khách hàng sẽ chụp hình và gửi Zalo cho chuyên viên, thì chuyên viên sẽ bổ sung hồ sơ. Là bây giờ công nghệ 4.0 nên nó mình cũng linh động với khách hàng, chứ không thể nào mà cứ nhất quyết là chị phải đem đầy đủ giấy tờ thì em mới làm. Đó là cách xử lý. Wow, ôi em gái yêu quá. Của chị thế thì đơn giản quá, sau này cứ có gì cứ nhờ em nhá. Thế thì khách hàng cũng mát lòng mát dạ chị Tô Nha nhờ. Đây, bạn Châu đã tư vấn rất là chi tiết và tỉ mỉ, và chị rất là cảm ơn cái phần tư vấn của bạn Châu, bởi vì nhờ cái phần tư vấn của bạn Châu mà đây sẽ là một cái thắc mắc mà chị rất 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 là muốn được hỏi cả Minh Ngọc lẫn Bảo Châu. Chị có một cái tình huống nó đến từ đúng tất cả những cái gì mà nãy giờ Bảo Châu chia sẻ thôi. Thứ nhất là vị trí của Bảo Châu, như Châu dùng một cái từ rất là vui, đó là vòng cấp vốn, đúng không? Thẩm định hồ sơ vay và cho vay, đúng không Châu ha? Dạ đúng. Vậy thì bây giờ một cái tình huống được đặt ra như sau. Châu nói rằng khách hàng của chúng ta có thể là cái cô hàng xóm đối diện nhà, có thể là cái chú ngay ở phía sau lưng, cái chú ở hẻm kế bên mà mình đã ăn một cái món gì đó chú bán từ thời thơ ấu tới giờ. Tức là mình rành cái khách hàng này dữ lắm, và bây giờ họ đã tìm đến với mình trong cương vị khách hàng, và họ nhờ mình là giải ngân cho họ một cái số vay khá lớn, nhưng hồ sơ là không có đủ. Không đủ không phải là không đủ chứng minh nhân dân hay là hộ khẩu đâu nha, mà không đủ ở đây là không có đủ cái chứng minh tài chính để có thể được duyệt vay cái số tiền đó. Nhưng mình biết là cái nhà người này giàu ngầm, tại vì hàng xóm của mình. Có nghĩa là về mặt thông tin cá nhân là mình rành cái khách hàng này dữ lắm, và mình biết là họ giàu ngầm, nhưng mà cái giàu ngầm của họ không chứng minh tài chính được. Nhưng đặc biệt là nếu như mình giải ngân được cho họ đúng cái hồ sơ này thì tháng này KPI của mình là vượt chuẩn. Mà KPI tháng này vượt chuẩn là mình được thăng chức trong lộ trình năm nay. Thì bây giờ chị muốn hỏi cả hai bạn luôn, là hai bạn quyết định làm sao? Tại vì khách hàng này chỉ có một cái là họ không chứng minh được bằng hồ sơ tài chính thôi, chứ họ rõ ràng là mình biết họ có tiền đó, bằng một cách nào đó họ sẽ không có bị nợ xấu đâu. Đó, nhưng mà hồ sơ là không có chứng minh được. Vậy thì bây giờ sao? Bây giờ mình có quyết định là làm sao để hồ sơ của họ được ổn hay không? Thì chị muốn Minh Ngọc trả lời trước. Giờ Ngọc quyết định sao với cái ca này? Tự tin lên Ngọc ơi, nếu mà em cứ trả lời đi, còn thiếu cái gì thì chị sẽ bổ sung ở khúc sau, có chị ở đằng sau. Ủa? Rồi. Từ khi nào hai người về chung một đội vậy? Chị ơi, hồi nãy sau khi mà nghe cái câu hỏi của chị Tô Nha đặt ra thì em rất là cảm thấy hoang mang chị. Tại vì em thứ nhất là em cũng đang tìm hiểu về cái công việc này thôi. Nhưng mà sau khi nghe chị Châu nói là cứ trả lời đi Ngọc, chị ở phía sau, là tự nhiên em thấy tự tin hẳn luôn á chị. Theo em là trước tiên là sẽ cho vay với đúng với cái số tiền mà chứng minh được, là cái khoản vay mà được chấp nhận hợp lý. Rồi sau rồi đó mình không mình có được lên chức. Rồi mình không có được lên chức, đừng quên còn cái thông tin thứ hai của đề nha. Căng quá cái vụ lên chức, một cái căng mẹ. Đó. Đó. Nên phải cầm bởi vậy. Em ơi em rang chuông một cái đi em, dùng quyền trợ giúp liền. Dạ. Đúng rồi, cho em rang, cho em xin trợ giúp người thân đi ạ. Câu hỏi này quá khó à. Rồi chị mời Bảo Châu. Dạ. Thì em ghi nhận câu hỏi của chị Tô Nha. Thì ví dụ như đơn giản là mình biết cô chú là vay vốn để mà sử dụng cái vốn đó theo cái nhu cầu của mình, và mình biết được rằng là cô chú có khả năng có thu nhập tài chính để trả cho ngân hàng mỗi tháng để không phát sinh nợ xấu, nhưng mà cô chú không có gì để chứng minh hết.
Cô chú sản xuất kinh doanh mà cô chú không có giấy phép đăng ký kinh doanh, cô chú không có cái gì hết, thì phải làm sao đây? Thì bây giờ trước mắt là đầu tiên là mình thẩm định tài sản cô chú phù hợp và đúng, coi như là nó có thỏa cái số vốn mà cô chú cần vay không. Cái thứ hai, nhất định ở trong đó cô chú sẽ phải có con cái. Tất nhiên là trong nhà là phải có con cái, và mình phải thẩm định hết là anh chị này có cái nguồn thu nhập chứng minh được, hợp lý, phù hợp với những cái quy định của ngân hàng. Thì mình sẽ đẩy qua rằng là cô chú sẽ là người bảo lãnh, có nghĩa là tài sản của cô chú và cô chú sẽ bảo lãnh cho anh chị vay. Đó, nó hợp tình hợp lý, chứ không thể nào là con không làm chú vay đâu, chú không có chứng minh được tài chính của nó, con từ chối chú nha. Tự nhiên cái người ta cảm thấy là ủa sao chú vay, chú có tài sản mà chú không được vay. Tại vì em đã có gặp rất nhiều trường hợp như thế, là tài sản của chú rất nhiều và chú chỉ vay con số như đó thôi, nhưng mà cái việc là chú không chứng minh được tài chính của mình, mặc dù chú có dư sức khả năng để trả. Thì đó rất là có nhiều trường hợp. Như em nói là trường hợp đầu tiên, mình sẽ có thể chú là người bảo lãnh tài sản và con cái của chú, người chứng minh được thu nhập, sẽ là người đứng vay hồ sơ. Thì mình giải quyết được đôi đường. Chị muốn có thêm một câu hỏi phụ được không? Nhưng mà cái này chị chỉ hỏi Châu thôi. Đối với cái câu chuyện giải ngân này, giữa cái việc là lợi ích của khách hàng với cái câu chuyện thăng tiến của mình, thì em nghĩ coi là một nhân viên ngân hàng á, nên hành xử theo cái nào ưu tiên? Em thấy cái nào ưu tiên thì nó sẽ hợp lý và nó an toàn hơn. Bây giờ tôi vì thăng tiến của tôi sẽ giải ngân đủ KPI, hay là tôi vì cái lợi ích của khách hàng và tôi vì cái sự an toàn của bản thân, thì với em cái nào nó sẽ có yếu tố chi phối nhiều hơn? Cái nào nó cũng có yếu tố chi phối, tại vì khi mà khách hàng tìm đến mình là khách hàng thật sự họ có nhu cầu và họ rất cần để giải quyết công việc của họ. Và bản thân mình gặp khách hàng mình cũng rất mừng đó chị. Mình nói gặp khách hàng mình có, tháng này mình có số. Nhưng nếu mà mình bất chấp để giải ngân cho khách hàng, mình cũng bất chấp để lấy cái số để mình đạt được cái quản lý dư nợ để mình lên, thì em nghĩ là việc đó không nên. Tại vì cái gì mà nó đồng nghĩa mà đi nhanh quá thì nó cũng sẽ dễ dàng rồi sụp đổ. Thì cho nên là mình cứ chắc từng viên gạch mà mình đặt cho nó chắc. Tại vì biết đâu mình gọi là cố chấp mà giải ngân cho khách hàng á, thì mình cũng sẽ không đứng được cái vị trí đó, nó lâu đâu, nó chỉ nhất thời thôi. Và tự nhiên cái mình đang leo lên mà nó bị lung lay cái nó tụt xuống, mình phải làm lại từ đầu. Thì thôi thì ngay từ đầu thì mình làm cho nó chắc luôn chị ạ. Cảm ơn câu hỏi của tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A và phần chia sẻ rất là chi tiết và nhiệt tình, vừa có tâm và vừa có tâm nữa của bạn Bảo Châu. Hy vọng rằng bản thân Minh Ngọc cùng quý vị khán giả, những ai có khao khát là tìm hiểu thêm về ngành ngân hàng và những cái giấy tờ liên quan khi chúng ta đến với dịch vụ mà có đôi lần khiến chúng ta rối trí và có phản ứng hơi thái quá, thì cũng thông qua chương trình Một Giờ Hoán Đổi chúng ta có phần thông cảm hơn với tác nghiệp của đội nhân viên ngân hàng. Dạ, sau khi nghe những thông tin này và trải qua một số những tình huống cũng không mấy khó khăn lắm hả, thì Minh Ngọc có cảm thấy củng cố niềm tin tôi có thể làm được? Dạ, sau khi mà em trải nghiệm những câu hỏi của chị gửi cho em á, trời, em hồi hộp lắm. Lúc mà em trả lời á, em không biết là mình trả lời đúng, không biết làm gì là thỏa đáng chưa nữa. Nhưng mà em thấy là mình cũng có một xíu năng khiếu rồi đó. Em thấy mình rất là hào hứng. Nếu mà mai mốt mà mình vô cái này chắc là đúng chuyên ngành. Ổn ổn ha. Và hy vọng rằng Minh Ngọc vẫn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết của mình đối với tiền là một, điều quan trọng điều phối tiền và hỗ trợ để chăm sóc dịch vụ khách hàng trong ngân hàng mới là yếu tố tiên quyết. Chúng ta sẽ cùng đến với phần mà bạn Minh Ngọc có thể đối thoại trực tiếp với Bảo Châu về những cái trăn trở và những câu hỏi rất riêng mà bạn đã tự nghĩ ra, giúp cho bạn làm sáng rõ hơn về giấc mơ của mình nhé. Nhưng mà trước khi đến với phần đó, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút ạ. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Và sau một giờ hoán đổi thử thách cùng với Minh Ngọc và Bảo Châu, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo là hành trình kết nối. Ở hành trình kết nối này, chúng ta không chỉ hình dung một ngày làm việc của nhân viên ngân hàng, mà bên cạnh đó cũng sẽ trải nghiệm một cách rất thực tế về những áp lực mà họ đã trải qua để hoàn thành tốt công việc của mình và phục vụ cho cộng đồng. Chúng tôi xin được mời bạn Minh Ngọc. Minh Ngọc sẽ cùng đặt những câu hỏi cho Bảo Châu nha.
Dạ, chị Châu ơi, em có một số câu hỏi mà thắc mắc đó chị, chị giải đáp giúp em nha. Cái điều đầu tiên mà em muốn biết nhất là chị có thể chia sẻ cho em biết cái quá trình, cái công việc của chị từ lúc mới vào nghề cho đến bây giờ không? Nó gặp phải những khó khăn gì và chị sẽ giải quyết nó như thế nào ạ chị? Chị xin cảm ơn câu hỏi của Minh Ngọc dành cho chị. Thì cái điều đầu tiên mà khi mà bước chân vào làm ngân hàng đó, một chuyên viên quan hệ khách hàng tín dụng á, thì mình sẽ hỏi là mình có khách hàng và mình làm sao mà để khai thác được khách hàng ở đâu đây, mình sẽ tiếp cận khách hàng bằng cách nào, và sau đó mình sẽ làm như thế nào để mà hỗ trợ khách hàng. Thì rất là nhiều câu hỏi lúc mà mới ra trường, và sếp chị tặng cho chị một câu là bắt đầu từ đây mình cố gắng để không còn là một trang giấy trắng nữa. Thì lúc đó mình mới ra trường, mình đi làm thì lúc nào mình cũng nghĩ rằng mình thấy các anh chị á, quản lý dư nợ rất là cao, rất là lớn, mình ước ao mình một ngày cũng sẽ được như vậy. Thì khi mà chia sẻ được học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị á, thì các anh chị cũng như mình thôi, cũng là một tờ giấy trắng khi ra trường và cũng từng bước đi lên. Thì mình nghĩ là không có công việc gì mà mình không thể làm, mình sẽ phải cố gắng để làm. Chỉ cần cố gắng học hỏi và chịu khó thì nó sẽ đạt được những cái kết quả nhất định trong công việc của mình. Đôi khi khách hàng của em sẽ là cô hàng xóm, chú hàng xóm, anh chị em trong nhà, hoặc là bạn bè. Tại vì mình là người vòng cấp vốn mà em, rất nhiều người họ cần vốn để kinh doanh, họ mua nhà, sửa chữa nhà, tiêu dùng. Thì gặp ví dụ như mình biết cách tiếp cận, mình biết cách khai thác khách hàng, thì mình ở đâu cũng sẽ thấy khách hàng cả, đừng lo lắng. Dạ chị ơi, ngoài cái áp lực mà chạy chỉ tiêu á chị, thì mình còn cái áp lực nào khác không? Tại vì em thấy cũng có rất là nhiều áp lực trong cái công việc hiện tại của chị á. Công việc hiện tại của chị á, áp lực thì sẽ từ hai phía. Một là áp lực từ cái việc mà mình phải, nói nôm na là mình phải đủ con số giải ngân là chỉ tiêu hàng tháng, dư nợ hàng tháng. Và đó là về mặt công việc của mình. Còn mình áp lực là về khách hàng. Khách hàng khi người ta vay vốn, người ta có tài sản vay vốn, người ta muốn là một cách nào nhanh nhất hoàn thiện công việc tốt nhất của người ta, thì mình áp lực từ khách hàng. Và cái việc giải quyết công việc nó phải nhanh. Nhưng mà khách hàng đôi khi không hiểu rằng là để ra một cái hồ sơ, để ra được vòng cấp vốn thì rất nhiều quy trình, chứ không phải là cứ đầy đủ hồ sơ là được đâu em ạ. Dạ, vậy á, vậy thì bằng cái cách nào mà mình có thể lôi kéo lôi kéo người ta về sử dụng cái dịch vụ của mình đó chị? Thường á, thì nói là câu hỏi thực tế là thường thì khách hàng họ bây giờ là những người lựa chọn sản phẩm rất là thông minh. Họ sẽ so sánh sản phẩm của ngân hàng này với ngân hàng khác. Thì cái điều quan trọng là bạn chuyên viên tư vấn có phù hợp với cái nhu cầu của họ hay không. Ví dụ như ở ngân hàng khác họ có những ưu điểm đó và mình không có, nhưng ngược lại ngân hàng bên mình thì mình sẽ show ra những cái ưu điểm và mình sẽ tư vấn khách hàng một cách hợp lý, thì khách hàng đúng với nhu cầu thì khách hàng sẽ sử dụng về với mình thôi em ạ. Ví dụ như đơn giản thực tế là lãi suất vay vốn ở ngân hàng khác thấp, lãi suất gửi tiết kiệm thì cao. Còn đôi khi khách hàng họ muốn hay so sánh như vậy á, thực tế là như vậy, thì mình sẽ phải làm gì, mình phải nói gì, mình phải show được những cái ưu điểm của mình ra để mình nói dạ chị, em không có ABC nhưng em lại có XYZ. Thì đó, cho nên là mình phải đem cái điểm mạnh ra bù lại như thế này thế kia. Và cái việc mà đầu tiên là cái tận tình, cái nhiệt huyết chăm sóc khách hàng của mình. Thì đôi khi khách hàng nghĩ là đôi khi bên kia lãi suất nó hơi trên, nhưng mà cái cô bé nhân viên này tận tâm, lúc nào cũng theo dõi tiến độ quá trình hồ sơ của mình, thì mình lại thích làm việc với những người như vậy hơn. Đó là như vậy. Dạ đúng rồi, theo tại vì em thấy đa phần thì cái nào cũng có điểm ưu điểm và khuyết điểm đó, cho nên là mình sẽ lấy cái ưu điểm ra hả chị hả? Đúng rồi. Bảo Châu ơi, chị cũng tò mò một chút xíu về những cái thông tin bảo mật và sao kê á, thì em có cảm thấy nó là điều e ngại hay không, hoặc là những thông tin của khách hàng có thật sự là tuyệt đối được bảo mật trong các ngân hàng hay không em? Dạ thì tất nhiên là những thông tin về đạo đức nghề nghiệp thì những cái thông tin của khách hàng là phải tuyệt đối bảo mật chị ạ. Vậy đó là cam kết đầu tiên của ngân hàng, dù là bạn gửi ít hay gửi nhiều thì cũng sẽ không ai biết là bạn đã có những thao tác gì với ngân hàng à? Dạ đúng rồi. Dạ, trực tiếp là khách hàng thì khách hàng chỉ biết những giao dịch đó. Còn đôi khi em chỉ ví dụ đơn giản, mình gọi cho tổng đài hay là mình gọi cho chuyên viên, thì mình nói là em ơi chị muốn kiểm tra cái tài khoản này có bao nhiêu tiền,
thì tất nhiên là tụi em sẽ không thể nào làm được. Mặc dù là chị đọc chứng minh nhân dân của chị nha, tôi không trường hợp là khách hàng thiệt đó chị. Khách hàng thực tế là em ơi bây giờ em có thể hỗ trợ cho chị là cái tài khoản của chị nó bị như thế này, nó bị trường hợp mà không có thể nào rút được tiền hoặc là như thế này thế kia, và chị không biết được rằng là tài khoản chị còn bao nhiêu tiền. Rồi chị sẽ đọc chứng minh nhân dân cho em, nhưng mà tụi em sẽ không làm được như vậy. Tại vì đôi khi tụi em phải trực tiếp là khách hàng lên quầy giao dịch và tụi em mới biết được là cho được cái thông tin đó. Còn ví dụ như chị Trinh biết được số chứng minh nhân dân của em, rồi chị Trinh muốn biết được tài khoản của em bao nhiêu tiền, rồi chị Trinh gọi điện thoại và đọc số, thì là nó rất là đơn giản và dễ lọt thông tin ra ngoài. Dạ, đúng là trong cái trường hợp này mình cũng phải nghĩ đi và nghĩ lại là nếu mà có một ai đó thu âm giọng của bạn, rồi sau đó hoặc là có được cái chứng minh nhân dân của mình có đầy đủ ngày sinh và cái số hộ khẩu thường trú ở trên chứng minh nhân dân vì một lần rơi ví hoặc bị giật điện thoại đi, thì lập tức mà chỉ cần một cú điện thoại lẻ nào chúng ta lại có thể kiểm tra hoặc là đổi mật khẩu hoặc là làm được mọi thao tác. Thì như thế thì bất công cho chính cái người sở hữu tài khoản đó quá, nên cũng thông cảm cho các cái quy trình đôi khi hơi rườm rà của ngân hàng, nhưng mục đích chung vẫn là bảo vệ và tạo cái sự minh bạch rõ ràng trực tiếp cho cả khách hàng và đối tác làm việc. Và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để chia sẻ cả ba phần rất là hữu ích của chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Và thông qua chương trình thì không biết là những lời mà chia sẻ của Bảo Châu có làm cho Minh Ngọc thay đổi quan điểm gì hay không, hay là càng củng cố thêm những cái niềm tin nào đó? Dạ, sau khi mà được chị Châu tư vấn nhiệt tình như vậy á, thì em cảm thấy mình có động lực hơn rồi đó chị. Em cảm thấy mình quyết tâm hơn so với lúc ban đầu. Tại vì lúc ban đầu em cũng hơi sợ lắm, tại vì có rất là nhiều khách hàng ABCD, XYZ rồi này kia. Nhưng mà theo chị Châu chia sẻ là trong tất cả các trường hợp mình đều có cách giải quyết êm đẹp và thỏa đáng nhất cho khách hàng cũng như là cho bản thân mình. Cho nên là em rất là nhiệt quyết. Mình cứ cố gắng, mình học hỏi và sẽ có những anh chị đồng nghiệp đi trước, họ đã từng trải và họ sẽ chỉ bảo cho mình thôi, em đừng lo lắng. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Và thay lời cuối của chương trình thì xin phép được nhường lại cho tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Cảm ơn Hà Trinh và quý vị thân mến. Rõ ràng là trong cái hành trình vừa rồi với những cái đối thoại rất là chi tiết giữa nhân vật của chúng ta, thì mọi người cũng đã có những cái góc nhìn rất là mới, rất là khác về nghề ngân hàng, nghề tài chính đúng không ạ? Thực ra thì mình nghĩ rằng là với cái câu chuyện ngày hôm nay á, cái điều mà mình cảm thấy nó rất là quan trọng và mình cũng rất là muốn những bạn trẻ, nếu như mà các bạn có xem chương trình tối hôm nay, thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta làm một cái công việc mà ở đó những cái lợi ích nó bày ra trước mắt mình quá nhiều á, thì cái sự vững vàng về cái giá trị cốt lõi nó đi từ việc là mình muốn sống một cuộc sống như thế nào về sự hưởng thụ tinh thần á, nó cần phải được xác lập rất là rõ. Bởi vì nếu như mà bạn chỉ tập trung vào những cái hưởng thụ vật chất thì cái công việc đó nó sẽ là những cái mồi nhử rất là nguy hiểm, để ở đó đôi khi chúng ta đánh mất chính mình mà chúng ta không có hay. Tại vì bạn sẽ đánh mất chính mình bằng những cái lý do rất là hợp lý, là em cần KPI, em cần chỉ tiêu, em đang hoàn thành tốt công việc. Nhưng mà đôi khi tay đã nhúng chàm rồi thì chúng ta rất là khó có những cái tháng ngày yên ổn sau này. Trong câu chuyện ngày hôm nay thì mình rất là ấn tượng với một cái ý rất là nhỏ, nhưng mà mình nghĩ nó là một cái ý rất là cốt lõi mà Bảo Châu đã chia sẻ với chúng ta. Đó là lộ trình thăng tiến có thể nhanh, có thể chậm, nhưng nếu như chúng ta đã thăng tiến dựa trên một cái trục mà ở đó cái nền của nó không vững chắc thì những cái bước đi của bạn không thể nào vững chãi được. Và rõ ràng là chúng ta sống thì chúng ta hướng về tương lai và chúng ta mong cầu một cái giá trị là giá trị bền vững, đúng không ạ? Như vậy thì mình phải biết rằng là mình cần một cái cuộc sống như thế nào, về những cái sự an hưởng đến từ tâm trí, đến từ sự gọi là sự tận hưởng cuộc đời, mà theo kiểu là vật chất nó phải là cái phục vụ cho chúng ta chứ không phải là chúng ta chạy theo vật chất. Thì mình nghĩ rằng là cái hành trình của bạn nhân viên tài chính ngân hàng nó sẽ vì thế mà nó mới có thể nở hoa và nó mới có thể tươi đẹp được. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Và số nào cũng vậy, dù cho đó là ngành nghề gì thì họ cũng đều có những khó khăn và thuận lợi riêng, nhưng chung quy lại chúng ta vẫn thấy một điểm thước đo về sự chính trực, đạo đức nghề nghiệp và tác phong nghề nghiệp luôn luôn là kim chỉ nam để lộ trình thành công của bạn đến rộng và nhanh hơn. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Một Giờ Hoán Đổi buổi tối ngày hôm nay cùng với chuyên gia tâm lý tiến sĩ Tô Nhi A, Bảo Châu và bạn Minh Ngọc. Xin chúc cho mọi người sẽ có được thật nhiều những thành công từ những dự án của riêng mình trên bất cứ ngành nghề và sự lựa chọn nào. Thưa quý vị, chương trình Một Giờ Hoán Đổi được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng vali ba lô túi sách cao cấp Sacos. Mong rằng sẽ luôn nhận được những sự yêu thương của quý vị. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
em thích làm nhân viên ngân hàng vì em được đếm nhiều tiền đó chị. Thứ hai nữa là được ăn mặc chỉnh chu, lúc nào đi ra đường cũng đẹp đẽ hết, cho nên là em nhìn em rất là thích ạ. Nhân viên ngân hàng là một người phải nhanh nhẹn nè, hoạt bát nè. Mình nghĩ nó hào nhoáng vậy thôi, nhưng mà em nghĩ là đối với các anh chị ngân hàng á là mình phải làm việc rất là cực lực.